đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN thông qua thuận lợi hóa thương mại. Sáng 10 tháng 3, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra hội nghị tham vấn của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, ASEAN BAC, tham dự hội nghị có các bộ trưởng kinh tế, các trưởng đoàn chuyên gia kinh tế cấp cao các nước thành viên ASEAN và chín quốc gia đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand. Hoa Kỳ, Nga, và Canada, Tổng Thư ký, và Phó Tổng Thư ký ASEAN cùng 10 thành viên ASEAN BAC. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã ghi nhận tình hình triển khai các hoạt động của ASEAN BAC trong thời gian qua gồm dự án tăng cường và phát triển con người ASEAN và dự án kết nối nền tảng thương mại số AHEAD. Dự án kết nối thương mại số, dự án kết nối tăng trưởng thông minh trong ASEAN, nâng cấp mạng lưới tư vấn cho các doanh nghiệp ASEAN AMEN. Ngoài ra, ASEAN BAC cũng có các sáng kiến đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN thông qua thuận lợi hóa thương mại, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào các ngành cốt lõi như thương mại điện tử, du lịch vận tải, logistics và có chính sách cải cách xuyên suốt. Các hoạt động của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN ASEAN BAC sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế thế giới và góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN AEC 2025 xây dựng AEC thành một môi trường năng động và nhiều cơ hội, chủ động thích ứng với các thách thức của thời kỳ mới. Chủ đề năm chủ tịch ASEAN 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng cohesive and responsive với ý nghĩa củng cố khối đoàn kết thống nhất của ASEAN, gia tăng liên kết và kết nối, đề cao ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác với cộng đồng toàn cầu, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN, bên cạnh đó, thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo Khả năng thích ứng trước những thời cơ và thách thức gây ra do những chuyển biến nhanh chóng trong cục diện khu vực và thế giới. Đồng thời chủ đề được lựa chọn cũng phù hợp với một số trọng tâm của kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN AEC 2025 là chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển bền vững. Một số hình ảnh ghi nhận không khí làm việc của các đại biểu cùng chuyên viên tại hội nghị. Hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại